Xin chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của TV và tôi là Phương Nhung. Nhung sẽ đồng hành để chia sẻ đến cho tất cả quý vị nhiều câu chuyện thật là hấp dẫn và thú vị. Câu chuyện của ngày hôm nay là một câu chuyện nói về thuật trấn yểm bùa ngải quý vị. Câu chuyện này kể về gia đình của hai vợ chồng. Hai vợ chồng ông này là hai vợ chồng có một cái tiếng tăm là tài sản rất là lớn của khu vực, giống như là một cái người mà có gia tài rất là lớn á, ruộng đất là cò bay thẳng cánh luôn. Người ở trong vùng thì gọi ông là ông Hai Hên. Hai vợ chồng của ông Hai Hên này thì có mấy người con, nhưng mà đều có vợ có chồng và ra ở riêng hết, chỉ còn một người con trai thôi. Một người con trai ở trong nhà thì người này thì chưa có vợ, cho nên là cũng ở chung với ba mẹ. Và đối diện với gia đình của ông này thì có hai vợ chồng của một cái ông nữa, cũng nức tiếng là giàu có, phải nói là môn đăng hộ đối luôn. Và cái gia đình của ông đối diện này á thì tên là ông Tư Nên. Thì ông Tư Nên này á, với cái ông Hai Hên này, hai ông á, rất là kiểu như khắc khẩu với nhau á, hay có những cái cãi vã xung đột nhỏ nhặt giữa hai bên. Nhưng mà hầu như thì gia đình của bên ông Hai Hên á, lúc nào cũng hơi nhịn chút xíu, tại vì ông cũng muốn là mọi chuyện là nên bỏ qua. Còn ông Nên thì cũng có cái tính cũng hơi hơn thua, và bà vợ á, thì lại có một cái giống như là bà vợ này rất là lặng lẽ, âm thầm luôn, mà kiểu như mỗi lần cãi vã hay gì đó, bà đều không ra mặt, bà đều rất là lẳng lặng, không bao giờ lên tiếng, không bao giờ ra mặt. Không phải giống như phụ nữ đàn bà người ta mà gặp cãi vã là ra mà nói chuyện này kia nọ, bà này không bao giờ. Bà này rất là phúc hậu, không bao giờ mà ra cãi vã ổm tỏi ở xung quanh hàng xóm, mà tối ngày bà chỉ ở trong nhà thôi. Mà khi mà cái người ở xóm đó khi mà được hỏi đến cái bà này thì giống như là đều biết là bà chỉ tối ngày ở trong nhà, không bao giờ đi đâu hết. Chỉ trong nhà thôi, mọi chuyện ở bên ngoài là chỉ là ông chồng đi, tức là cái ông Tư Nên này làm ăn hay là đi ruộng đi rẫy buôn bán kinh doanh gì đó là một mình ổng thôi, còn bà vợ là suốt ngày chỉ ở trong nhà và chăm con vậy thôi. Cái ông Hai Hên này á thì ổng suốt ngày thì hai vợ chồng cũng hay, tại vì ổng làm ruộng mà ruộng đất thì cò bay thẳng cánh rất là nhiều mà, rồi sau này thì con vẫn còn đi học. Thằng con trai út ổng thì còn đi học chưa có vợ, cho nên là ổng cũng chưa có giao lại công việc cho con, thì cứ là đi làm suốt vậy thôi. Thì một thời gian khi mà đang làm ăn, đang phất lên như diều gặp gió, cứ là làm là đụng đâu là thắng đó. Mà bỗng nhiên một thời gian tự nhiên cái ông này ổng cảm thấy là sức khỏe yếu dần. Tuổi cũng không chưa cao lắm, lúc đó thì chỉ khoảng tầm hơn 50 tuổi thôi, mà tự nhiên sao ông thấy sức khỏe ông đi xuống dần, từ từ cứ cảm thấy bệnh. Rồi đi khám bệnh thì người ta cũng nói bệnh này bệnh kia, nhưng mà không phải là bệnh gì nặng hết, mà nó cứ kiểu như là bệnh rề rề vậy đó. Riết rồi làm ăn cũng không nổi, đi ruộng đi rẫy làm không nổi. Thì cái anh con trai út này cũng phải nghỉ học luôn, tại thấy ruộng đất quá trời. Mà mới học phổ thông mà bây giờ thấy ba mình cứ bệnh hoạn như vậy hoài, cho nên là anh này anh cũng nghỉ luôn để ở nhà phụ giúp ba. Tại vì mọi người biết khi mà ở quê á, coi sóc ruộng đất này kia nọ mà cũng không có người á là cũng rất là khó, mà giao cho người ta hết thì mình cũng không an tâm. Cho nên là anh con trai út này anh cũng nghỉ học luôn để mà phụ giúp ba mình trong cái việc mà đi ruộng đi rẫy đó. Rồi vừa làm ruộng nuôi cá này kia nọ nữa mà có một thân một mình, còn ông ba thì ông cứ bệnh hoài. Mà tự nhiên đang sức khỏe, đang khỏe như vậy mà lại cứ bệnh suốt. Thì ông này á, ông cũng lúc này ông cũng nghĩ là kiểu như là trời kêu ai nấy dạ, thời điểm đó bệnh thì mình cũng phải chịu thôi, mặc dù là tuổi cũng chưa lớn lắm. Thì hai vợ chồng cũng đi chạy đầu này đầu kia, vừa bác sĩ rồi đi bệnh viện này bệnh viện nọ, rồi đi bác sĩ tư để tìm để có được cái thuốc trị để cho mình có sức khỏe lại. Nhưng mà càng trị lại càng không hết, uống thuốc ngày nào thì thấy khỏe ngày đó, hết thuốc thì lại bệnh lại. Mà nó không có cái bệnh gì rõ ràng hết, cứ thấy trong người mệt, rồi cứ thấy là uể oải, không muốn đi làm không nổi. Nó cứ như vậy thôi. Và đi đến khám bác sĩ thì bác sĩ cũng cho thuốc khỏe, rồi uống thuốc bổ, thấy suy nhược, như vậy thôi chứ không có gì hết. Còn cái chuyện làm ăn khi mà cũng đi làm ruộng mà đi làm không nổi thì bây giờ giao cho con, mà mỗi lần bây giờ tự nhiên giao cho con
con ông làm thì từ từ thất mùa, rồi không bán được lúa, rồi từ từ cái gia đình ông cũng hơi sa sút dần. Ban đầu thì hai vợ chồng cũng kiểu là thấy là tự nhiên sao mà tự nhiên bây giờ mình đã làm ăn mà như vậy, thì mấy người con cũng xúm lại nói thôi bây giờ thôi thì nếu mà đã vậy thôi thì ba mẹ cứ giữ gìn sức khỏe thì con cái xúm lại nuôi thôi, con cái xúm lại để nuôi ba mẹ thôi. Rồi thêm một thời gian sau nữa rồi con cái xúm lại nuôi ba mẹ, thì tự nhiên cái con cái mà đi về nhà là tự nhiên cãi vã. Chuyện nhỏ nhặt thôi bắt đầu cãi vã nhau, mà cãi giống như là cãi ỏm tỏi, cãi rùm beng luôn, đánh lộn đánh lạo với nhau luôn, chứ không phải thường, chứ không phải là chỉ đụng nhau rồi cãi vậy thôi, mà hết đứa con này về hết người này cãi với người kia cãi với người nọ, cứ xúm về nhà là cãi lộn. Mà mọi người cũng không hiểu làm sao, cho đến một ngày hôm kia tự nhiên cái ông này, ông hai hên này ổng đi cũng như là ổng đi hàng xóm vậy đó, đi lên xóm trên để mà ổng đi dạo xung quanh rồi đi hỏi thăm xóm dân. Ở dưới quê thì nó có hay có cái thói quen như vậy đâu, mọi người cũng đi xóm trên xóm dưới, nhiều khi cũng tấp vô nhà người này tấp vô nhà người kia để trò chuyện này nọ. Thì ngày hôm đó tự nhiên cái là ông mới có năm mấy tuổi, nhưng mà lúc đó ông đã thấy người mình quể quải nên ông chống gậy ông đi lên xóm trên chơi. Thì đột nhiên ông đi ngang cái nhà đó, tự dưng cái là ông tấp vô ông ngồi nói chuyện, thì hai người mới hỏi thăm qua lại. Mà thường đó giờ thì ông không có tấp vô cái nhà đó, cũng là quen biết hàng xóm, thì thường ở quê là hàng xóm là sẽ quen biết nhau hết, nhưng mà ông ít có ghé vô nhà người nào lắm. Mà tự nhiên hôm đó đi cái là thấy tự nhiên cái mệt hay sao mà ông lại ghé vô cái nhà của cái người đó mà trước giờ ông không có ghé. Thì ông ghé vô nhà của ông này, ông ngồi nói chuyện uống nước trà, hai bên tâm sự nói chuyện qua lại, thì cũng hỏi thăm trao đổi ừ sao dạo này thấy ông hai thấy sức khỏe sao, thì ông cũng kể ra ừ tự nhiên giờ nó thấy nó mệt vậy đó, rồi đi khám thì cũng không biết bệnh gì, cứ nói là suy nhược không à, mà không có nói ra là bệnh gì, mà đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mà bản thân ông hai này là ổng là có tiền mà, ông hai hên này là ổng có tiền mà, cho nên là ổng cứ đi khám chỗ này chỗ nọ suốt thôi, rồi thuốc ổng cũng đâu có từ loại thuốc nào đâu, thuốc nào ổng cũng dùng hết, thuốc nào miễn mà người ta nói mà có hiệu quả là ổng dùng, nhưng mà vẫn không có kết quả gì hết. Ổng cứ mệt mệt trong người như vậy, mà giao cái công việc làm ăn thì ổng cũng than với cái ông kia, ông nói là giao cho công việc làm ăn cho thằng con thì nó lại như vậy, giao cho nó làm ăn thì bắt đầu hết cái chỗ này xui rủi tới chỗ kia xui rủi, làm lúa thì bị như vậy, nhiều khi lại bị thất mùa, rồi nhiều khi đem ra bán không có giá, rồi nó cứ hao hụt đầu này đầu kia hoài. Rồi cái ông cũng nói là tại con mình nó cũng còn nhỏ, nó cũng chưa có kinh nghiệm nên nhiều khi nó bị như vậy, nên ông cũng không có trách con ổng. Thì nghe cái ông hai này cứ than qua than lại nói tới nói luôn vậy, thì cái ông mà ngồi nói chuyện uống nước trà với ông hai ông mới nói vậy chứ hồi đó tới giờ ông có nghĩ tới cái chuyện mà bị người ta hại gì không, ông có bị người ta mà giống như là xích mích gì đó rồi người ta hại ông không. Mà tự nhiên hai người nói chuyện với nhau tại tự nhiên là ông này ông lại hỏi vu vơ mà ông hỏi ngay như vậy. Thì cái ông hai này mới nói trời đó giờ tôi có làm gì mà hại ai đâu mà tự nhiên nghĩ đến chuyện người ta hại, từ đó giờ tôi có làm gì với ai đâu mà tôi nghĩ người ta mà hại tôi gì đâu mà tôi đâu có nghĩ tới. Thì cái ông kia ông mới nói là nhiều khi mình không có nghĩ tới nhưng mà người ta nghĩ, cho nên đôi khi là ông cũng nên ông đi xem thử, không mấy giờ ông đi coi thầy thử coi coi sao. Ông hai này mới trả lời đó giờ đâu có tin mấy cái chuyện mà bị người ta hại hay là gì đâu mà đi coi thầy. Ổng cũng không có biết ai hết trơn á, ổng đâu quen ai mà coi thầy bà gì đâu, đó giờ không biết. Thì khi mà nghe ông hai nói như vậy rồi thì cái ông này ổng mới nói là hồi đó giờ tôi thì tôi cũng không chỉ ai, tại giờ tôi thấy cái hoàn cảnh ông vậy mà từ trước giờ tự nhiên nhiều cái nó thấy mình cũng thấy nghi ngờ quá. Thôi bây giờ ông thử ông tìm cái ông này thử coi làm sao, ông tìm cái ông này thử coi là ổng có nhận ông không, tại vì cái ông này đó giờ là tôi biết ổng đó, dòng họ bà con xa của tôi biết ổng, nhưng mà tôi biết ổng là ổng không có coi bói toán hay là thầy bà gì với cho ai hết trơn á, mà tại vì ổng thấy cái người nào mà bị là ổng sẽ giúp, chứ ổng không phải là chủ động mà ổng để mà ổng mở ra để mà ổng đi coi cho ai hết á.
Thì khi mà nghe cái lời nói của cái ông này rồi, ông hai ổng mới cũng sinh nghi ở trong lòng. Ổng không phải là giống như là ổng không có để cái tâm để mà ổng nghĩ đến ai hại ổng, nhưng mà bản thân ổng tự nhiên cái là ổng nghe nói như vậy thì ổng thấy mọi chuyện nó sao nó cũng trùng hợp quá. Tự nhiên là tại sao mình tự nhiên đang khỏe mạnh như vậy, không có gì hết mà bệnh cái là mệt mệt hoài mà đi uống thuốc thầy này thầy kia, bác sĩ này bác sĩ kia, từ bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện, bệnh viện thành phố ổng đều đi hết nhưng mà không hết. Mà bản thân ổng là cũng đâu có phải là khó khăn gì, cho nên là thầy bà ở đâu nói hay là ổng đều đi coi hết mà hoài nó không hết bệnh. Cho nên khi mà nghe cái ông hàng xóm này ổng đã chia sẻ vậy rồi thì bắt đầu ổng mới đi, ổng mới về, ổng mới bàn với vợ ổng. Ổng chưa có đi coi liền nha, ổng chưa đi coi liền, ổng chỉ về ông bàn với vợ ổng. Hai vợ chồng nói chuyện xong bắt đầu mới liệt kê ra những cái sự việc mà nó bất thường nó xảy ra từ đó giờ. Tự nhiên cái ổng bệnh xong con cái từ hồi đó giờ hòa thuận với nhau, mà tự nhiên ba bệnh như vậy xong con cái xúm về, mà miễn là về nhà là bắt đầu đứa này cự lộn đứa kia cãi lộn, mà hết đứa này tới để đứa kia cãi nhau, mà có bốn đứa con à, mà cứ cãi qua cãi lại như vậy mọi chuyện nó cứ xào xáo lên hoài, nhà không yên ổn. Thì bà vợ bà mới nói thôi nếu mà mình vậy rồi thì thôi mình cứ đi xem, mình cứ đi xem thử coi coi nó ra làm sao để coi người ta nói coi đúng không. Thì khi mà ổng về ổng bàn với vợ ổng xong như vậy rồi thì bắt đầu hai vợ chồng mới đi lại tới nhà, quay trở lại nhà của cái ông hàng xóm này để mà hỏi thăm cái ông hàng xóm xem là cái ông đó ở đâu, cái ông mà coi đó đó ở đâu. Ông này ông mới trả lời là ông đó thì quê ở tận Mỹ Tho, ở Mỹ Tho Tiền Giang. Thì khi mà ông muốn đến xem á thì bây giờ ông phải gọi trước, mà hồi xưa là xài cái điện thoại bàn. Thì nhà nào mà giữ kiểu như nhà nào mà có điều kiện lắm mới xài điện thoại bàn. Thì tại vì bà con xa với nhau thì cũng có liên lạc với nhau bằng điện thoại mà sử dụng điện thoại bàn không à. Cho nên là khi mà nghe ông nói vậy rồi thì ông nói bây giờ thôi bây giờ để gọi điện thoại bàn trước đi. Gọi điện thoại trước hỏi dưới coi sao coi ổng có nhận không, rồi mình kể tình hình như vậy đó coi ổng như thế nào rồi mình mới đi. Thì lúc này khi mà cái ông hàng xóm ông chỉ điểm như vậy rồi thì ông mới nói là nhà tôi cũng có điện thoại bàn để gọi thử coi coi làm sao. Thì ông mới mời cái ông hàng xóm này về nhà của mình để mà gọi điện thoại để mà kể rõ sự tình như vậy coi nó như thế nào. Khi mà ông về ông kể rõ sự tình thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ á, là cái ông hàng xóm ông nói là thôi bây giờ để tôi về dưới. Tức là ông hàng xóm này ổng mới nói là thôi để tôi đi về dưới luôn. Nhưng mà ổng là chưa có chịu gặp cái ông hên này đâu nha. Cái ông mà nói là coi á, ông mà coi bói coi thầy đó là ổng chưa chịu gặp cái ông này, chưa chịu gặp ông hên này. Tại vì ông này thì ổng không có phải là cái người đi mà coi, tại vì ổng chỉ là có căn để ổng coi giúp trong dòng họ gia tiên để coi dòng họ thôi chứ không phải là đi coi cho người khác. Thế là cái ông hàng xóm cũng mới nói thôi để tôi coi như tôi cũng làm phước, sẵn chuyến tôi về dưới đám giỗ, về Mỹ Tho đám giỗ, cho nên là tôi về sẵn rồi tôi kể sự tình của ông vậy vậy luôn. Rồi có gì tôi lấy cái số điện thoại của ông, tôi về dưới rồi tôi nói là cái ông này á, ông điện thoại cho ông để mà hai người nói chuyện với nhau. Thấy như vậy á, cho nên là khi ông hàng xóm ổng về dưới chỗ cái ông thầy á thì ổng cũng kể rõ sự tình như vậy rồi, thì ông hàng xóm này mới nói là cho cái số điện thoại của cái ông hai hên này cho ông thầy. Thế là ông thầy ổng cũng chịu, ổng nghe kể như vậy hoàn cảnh như vậy thì ổng cũng chịu. Thì ổng nói là đúng rồi, cái ông này là thấy là cũng có thể là bị hại, nhưng mà để ổng phải cúng ổng xin ổng nhờ những cái binh gia của ổng đi coi. Thì khi mà ổng đã xong xuôi trơn, ổng kể rồi sự tình là cái ông hàng xóm này kể một lượt, rồi nghe điện thoại của cái ông hai hên này kể một lượt nữa, thì bắt đầu cái ông này ổng nói là ông đợi tôi ngày hai ngày đi. Ông thầy ông trả lời với ông hai hên vậy, ông đợi tôi ngày hai ngày đi, chứ ổng chưa trả lời là sự việc nó sao sao liền. Ông bắt đầu ổng mới nói là rồi thì để tôi coi. Ông thầy ông nói là thôi để tôi coi. Thì khi mà ông thầy ông coi xong thì trong lúc đó là ông hàng xóm này ông cũng trở về nhà của ổng. Cái ông thầy này á, ổng cũng không nhận cái ông hên này để mà tới nhà. Ổng nói là cứ để cho tôi giải quyết cho.
tại vì cái này trong tầm tay của tôi giải quyết được. Người ta dưới tay ấn của tôi đó. Thì khi mà ổng nói chuyện xong qua ngày hôm sau rồi, bắt đầu là tức là ông thầy này với ông hai hên đã có số điện thoại của nhau rồi. Thì cái ông thầy này khi mà binh gia ổng làm việc xong xuôi hết trơn rồi, ổng mới gọi điện thoại để cho cái ông hai hên này, gọi điện thoại cho ông hai hên, ổng nói bây giờ ông làm theo tôi. Ông hai hên này cầm điện thoại nói chuyện xong tay chân bủng rủng hết, nói là người ta hại ông rồi, bây giờ là có yểm bùa ở trong nhà của ông luôn mà ông không biết, cho nên là bây giờ mọi chuyện nó mới xảy ra như vậy. Bây giờ ông nghe tôi nè, rồi tôi chỉ ông luôn, tôi chỉ ông cái lá bùa đó nằm đâu luôn, mà trong khi cái ông kia là không cần tới nhà của ông hên luôn nha, không cần tới nhà của ông hai hên luôn, mà cái ông thầy ổng ở từ xa, ổng điện thoại ổng gọi, ổng nói, ổng chỉ là nhà ông là ở đâu, vị trí nào, cây cột nào, nó hàng thứ mấy, cây cột nào, vị trí nào. Ông hai hên ổng nghe theo cái lời chỉ của ông thầy, ổng đi đến tới cái cây cột nhà đó, mở ra đúng là có cái miếng bùa. Phải nói là khi mà ổng nói là ông hai hên ổng kể lại cho cái ông hàng xóm nghe, trời ơi, ông mở ra ông gặp miếng bùa là ông muốn rụng rời, tay chân bủng rủng hết. Ở trên đó là có một cái tờ tiền, cái miếng bùa đó là một cái tờ tiền giấy 200 đồng của ngày xưa, giấy 200 đồng tiền Việt Nam mình hồi xưa. Rồi có một số những cái gì ở trên đó đó, nó có nhiều lắm. Mà cái đó thì ổng nói là vừa có chữ rồi vừa có tóc vừa cái lưỡi lam gì trong đó đó. Đại khái là nó chung ở trong đó mà nó cuốn lại, cuốn lại rồi bỏ trong một cái miếng miếng giống như là một cái miếng giấy cuốn lại vậy nè, rồi bỏ vô trong cái cây cột nhà, nó nhét vô trong cái miếng gạch đó, để vô đắp vô trong cây cột. Thì cái ông thầy kia ổng không tới nơi luôn, mà ổng chỉ điện thoại rồi ổng chỉ tận cái ông hai này, ổng mở ra cái đường để ổng chỉ khúc nào, vị trí nào, đánh vô ngay đó, mở ra là có cái miếng đó. Là mấy cái như vậy là bốn cái, tổng cộng là mở ra là bốn cái. Khi mà ổng mở ra là chính tay ông hai hên ổng mở ra luôn mà, cho nên lúc đó ổng rất là tin, mà ổng hoảng hốt, ổng nói không biết làm sao mà vậy. Rồi khi mà ổng mở ra được như vậy rồi thì ổng mới gói lại, ổng đem lên nhà của chỗ ông hàng xóm, ổng nói là giờ vậy rồi, bây giờ làm sao. Thì ông hàng xóm ổng nói thì ông thầy ổng chỉ ông làm sao, thì bây giờ ông điện thoại lại ổng đi. Tại vì nhiều khi trong lúc mà nó gặp ra sự việc như vậy thì nó rối ren như vậy, cho nên ông hai hên ổng mới chạy lên hàng xóm. Nhưng mà khi mà ông hàng xóm ổng nói vậy rồi thì ông hai hên ổng mới về ổng điện thoại cho ông thầy ổng nói lại là tôi tìm được bốn cái vậy vậy rồi đó. Thì lúc này ông thầy ổng mới nói rồi ông gom hết cái đó rồi ông xách xuống chỗ tôi thì tôi làm việc, tôi xử lý cho. Thì sau đó ổng mới đem lên, ổng gom hết mấy cái đó là bốn miếng đó, xong ổng đem xuống chỗ ông thầy, ổng đem qua chỗ ông thầy ổng xử lý. Sau đó thì mình cũng không rành, chỉ là ông thầy ổng nói đem xuống cho ổng xử lý thôi. Sau khi mà ông thầy ổng xử lý xong thì ổng mới nói là bây giờ ông có làm gì ở hàng xóm không, là cái ông thầy này ổng biết luôn cái người nào làm luôn. Khi mà ông nói với ông hai là ông nói là tôi biết cái người đó làm đó, nhưng mà ông coi lại nha, cái người đó là chỗ ông là rất là gần chỗ hàng xóm của ông đó. Mọi chuyện bây giờ là bây giờ nó vậy vậy nè, mà ông có muốn là làm lại người ta không đó. Ông hỏi luôn là ông có muốn làm lại người ta không. Thì ông hai hơn ông mới nói là thôi trời ơi, bây giờ mình biết như vậy rồi, mình gỡ ra như vậy rồi thì thôi, chứ bây giờ mình cũng đâu có làm lại như vậy chi. Tại vì mình không có phải là giống như là mình cứ qua lại như vậy thì chừng nào mới dứt, thì mình giờ mình cứ biết là bây giờ người ta phá mình vậy, mình mở ra được thì thôi, bây giờ chỉ muốn là giống như cho người ta đừng có phá mình nữa thôi. Thì ông thầy ông nói thì tôi hỏi ông để tôi biết như vậy thôi, chứ thật sự ông nói như vậy thì tôi mới mới làm, tôi mới giúp ông, chứ ông mà có cái lòng mà đi làm lại người ta thì tôi cũng không có làm, mà tại tôi nói cho ông biết vậy đó. Thì cái người đó là vậy nè, đó là một cái người đàn bà. Bắt đầu ông nói ra luôn, ông diễn tả cái người đó như thế nào, mặt mũi như sao, diễn tả ra luôn. Thì trong lòng của ông hai hên cũng đã biết cái người đó luôn, khi mà diễn tả ra là ông biết cái người đó là ai luôn. Rồi khi mà ông thầy này ông mới nói là tôi diễn tả ra đây để cho ông biết cái người đó, để mà ông tránh thôi, chứ ông cũng đừng có mà thể hiện hay gì hết, tại cái này nó cũng là không ai biết.
giấu mặt giấu tên mà, cho nên đâu có ai mà thừa nhận gì đâu, cho nên là người ta biết vậy thôi. Tôi biết, tôi nói ông biết vậy thôi, chứ ông cũng đừng có ấy nghe, ông đừng có làm rầm rầm rộ rộ lên, mình không có bằng cớ gì đâu mình nói người ta nha. Thì ông hai hên này, hai vợ chồng cũng nói rồi, tôi cũng biết rồi, thôi tôi cũng cảm ơn thầy này kia nọ, cũng xin để mà nhờ thầy giúp, rồi thầy gỡ ra, rồi cũng cúng kiến trong nhà trong cửa vậy đó. Thì cái mà ổng nói ở đây là ổng chỉ muốn là để cho người ta đừng có hại được ổng nữa, để ổng còn có sức khỏe. Nhiều khi người ta khi mà thấy ra mình hết rồi, rồi người ta hại lại nữa thì mình lại không biết nữa. Thì ông thầy ông nói là thôi ông an tâm đi, bây giờ làm được vậy rồi người ta cũng biết rồi, là mai mốt người ta cũng không dám làm nữa đâu. Thì khi mà ông thầy ông giải quyết xong cái sự việc đó thì về tự nhiên là ông hai hơn này ông cũng bắt đầu khỏe lên, không có còn bị mệt mỏi trong người, mà tự nhiên về rồi con cái nó cũng đề huề lại, về nhà rồi chăm sóc ba cũng không còn gì nữa, mà công việc làm ăn cũng bắt đầu thuận lợi lên, cũng làm việc được này nọ bình thường như trước, chứ không có còn mà gặp cái chuyện này rắc rối chuyện kia rắc rối nữa. Thì từ đó về sau là gia đình ổng đã biết cái người đó rồi, thì ổng cũng tránh luôn, ổng không có tới lui, kiểu như là lỡ mà có xích mích hay cãi vã gì đó ổng cũng thôi, ổng cũng nói là thôi thà kệ, nhịn đi mọi thứ, mọi bỏ qua vậy đi, để biết người ta vậy rồi thì mình cũng không có muốn qua lại tới lui nữa. Nhiều khi á, mọi chuyện nó đi xa hơn thì mình lại không có lường trước được. Đó chính là cái câu chuyện của ngày hôm nay, đó là về cái thuật mà yểm bùa trấn yểm ở trong nhà mọi người. Mà phải nói ông thầy này ông cũng rất là hay, chỉ ở tại nhà thôi, chỉ qua điện thoại mà chỉ được cho cái ông chủ nhà này ông tìm ra được bốn cái lá bùa luôn, và giải được cái bùa đó, là giúp được cho gia đình của cái ông hai hên này. Về cái phần mà tiền nong thì ở đây ông này cũng không có nhắc đến, mà Nhung nghĩ là sau khi mà nghe câu chuyện này rồi, Nhung nghĩ là tiền bạc đối với ông này thì cũng không có thành vấn đề gì. Mà ông thầy kia thì ông cũng không phải là người đi làm ở ngoài để mà kiếm tiền, ông cũng chỉ là cúng ở trong gia đình, tại vì cái hoàn cảnh của ông này thấy như vậy cho nên ông giúp đỡ thôi, cho nên là cái vấn đề về tiền bạc thì ở đây cũng không có nhắc tới. Và đó chính là câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube Quỳnh TV của Phương Nhung. Và bây giờ thì Nhung cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả quý vị.